bạn đang nghe chuyện siêu cấp phản diện thuộc thể loại xuyên không, hài hước trên cục tác Audio Entertainment. Chúc bạn vui vẻ, nhớ ấn like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi có thêm động lực ra nhiều video mới phục vụ các bạn nhé. chương 405, Phi Tiên Các, vậy sao? Nói một cách khác là cho dù nơi này có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có ai biết đúng không? Đương nhiên, Khương Hằng mỉm cười nói nếu không thì tại sao bản hầu lại dám ra tay đánh nhau ở chỗ này thành thượng kinh thân làm đế đô của triều đình được phòng giữ nghiêm ngặt trên cơ bản chỉ cần có chiến đấu cấp bậc hợp đạo tôn giả phát sinh sẽ lập tức dẫn đến một lượng lớn cường giả bao gồm cả ba đại quân cận vệ đây cũng không phải điều mà bản hầu muốn nhìn thấy bất quá cho dù là có càn khôn cháo đoán chừng cũng không cách nào che lấp động tĩnh trong thời gian quá dài có vị mỹ nhân này ngăn cản Bản Hầu, Bản Hầu hôm nay sẽ rất khó bắt ngươi lại. Bất quá có thể nhận biết một vị mỹ nhân nắm giữ thiên phú và thực lực như thế, lần này Bản Hầu coi như là cũng có thu hoạch không tệ. Ha ha ha, không biết vì sao, mỗi một lần Khương Hằng nói đến hai chữ mỹ nhân, khóe mắt của Trần Khuynh Địch liền giật một cái. Đủ rồi, không đợi Trần Khuynh Địch nói, lạc tương tư liền hét một tiếng cắt ngang lời nói của khương hằng im ngay ha ha đối mặt với uy hiếp của lạc tương tư khương hằng lại là hồn nhiên không thèm để ý người đẹp mặc dù có tu vi và thiên phú bất phàm nhưng vẫn có chỗ tranh lệch so với bản hầu luyện thần phản hư trung quy vẫn chỉ là luyện thần phản hư bản hầu còn chưa xuất ra thực lực chân chính đâu bất quá bản hầu chính là thích loại tính cách này của ngươi vù Khương Hằng còn chưa nói dứt lời, Trần Khuynh Địch đã biến mất ngay tại chỗ, vào thời điểm hắn không kịp phản ứng xuất hiện ở phía sau của hắn, nâng tay lên đấm một quyền, nói, trượt tay. Oanh, nắm đấm của Trần Khuynh Địch nặng nề đánh lên trên ót của Khương Hằng, chỉ thấy đầu của Khương Hằng lấy một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống dưới, đập vào mặt đường, phá vỡ gạch lát, sau đó mang theo phần eo, hai chân, toàn bộ thân thể của hắn tung bay ở trên không trung, cuối cùng duy trì tư thế ngã lộn nhào mấy giây, mới chậm rãi tê liệt ngã xuống. An Quốc Hầu Khương Hằng ngã sấp mặt, giơ tay lên, xoa xoa cho bụi trên nắm tay. Trần Khuynh Địch sau khi liếc nhìn lạc tương tư một cái, liền đột nhiên quay đầu đi, nói ách, ta tuyệt đối không phải là cố ý quấy dày cuộc chiến giữa hai người. Chỉ là chưa tay một lần, không cẩn thận đánh hắn một quyền, tương tư sư muội đừng có hiểu lầm hơn nữa ta cũng không có giết người nói xong trần khuynh địch liền lộ ra vẻ mặt lúng túng lạc tương tư che miệng nhìn vẻ mặt lúng túng của trần khuynh địch buồn cười nói không có việc gì làm phiền sư huynh rồi nhìn lạc tương tư đang dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn mình trần khuynh địch đột nhiên cảm thấy có một chút buồn bực ở trong lòng đây là cảm giác gì đi thôi Đêm nay chúng ta còn chưa tìm được chỗ ở đâu. Vâng, sư huynh, Trần Khuynh Địch hiện tại đang rơi vào trong nguy cơ to lớn. Thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, phạm vi xuất hành của Trần Khuynh Địch trên cơ bản là ở trong Thanh Châu Đạo, cũng có vài lần rời khỏi Thanh Châu Đạo, các phương diện ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều được an bài tốt, cho nên trên cơ bản sẽ không cần phải lo lắng đến những phương diện này nhưng bởi vì lần này thời gian gấp gáp trần khuynh địch hoàn toàn không có chuẩn bị gì hơn nữa bây giờ trần gia đã bị phong tòa nhà của trần khuynh địch ở thành thượng kinh cũng đã không còn điều này sẽ đưa đến một vấn đề rất nghiêm trọng không có chỗ ở mà cái vấn đề nghiêm trọng này rất nhanh sẽ diễn sinh ra một cái vấn đề mới càng thêm nghiêm trọng đồng dạng thân làm đạo tử chân truyền của thuần dương cung Kiêm người hành tẩu trong thiên hạ, Trần Khuynh Địch đi trên đường căn bản là sẽ không mang theo túi tiền, mấy loại sự tình vặt vãnh này đều được giao cho tùy tùng đi làm, mà lần này vội vội vàng vàng chạy đến đây, hắn căn bản là không nghĩ tới việc mang theo tiền. Thế là Trần Khuynh Địch liền biến thành không có chỗ ở, trong túi quần còn không có tiền. Còn tiếp tục như vậy thì hắn cũng chỉ có thể ngủ ở đầu đường. Đạo tử chân truyền của Thuần Dương cung đã sắp trở thành tên ăn mày ngủ ở đầu đường đầu tiên tại thành Thượng Kinh. Gặp quỷ, nếu thật sự phát sinh loại chuyện này, nghĩa phủ tiện nghi của hắn chỉ sợ là sẽ tự mình đến đây chặt chân của hắn. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liền liếc nhìn Lạc Tương Tư ở sau lưng một cái. Khác biệt với hắn, nếu như là Lạc Tương Tư mà nói, hẳn là sẽ có tiền a. Nhưng không biết vì sao, trần khuynh địch hiện tại thật sự là không muốn mở miệng nói chuyện này với lạc tương tư sư huynh a à, sao sao thế lạc tương tư chỉ chỉ vào khách sạn ở trước mặt nói phi tiên các chính là khách sạn lớn nhất ở thành thượng kinh nghe nói là ở phía sau còn có bối cảnh hoàng thất chúng ta ở đây đêm nay đi trần khuynh địch cái này nhìn vẻ mặt tự nhiên của lạc tương tư trần khuynh địch kém chút nữa đã hỏa khóc tương tư sư muội không hổ là tiểu trợ thủ đắc lực của hắn a à. thật sự là quá hiểu hắn độ thiện cảm của trần khuynh địch đối với lạc tương tư tăng lên 10%, mà ở bên cạnh lạc tương tư thì nhìn trần khuynh địch lộ ra vẻ mặt kích động nắm tay nàng có một chút mất tự nhiên nhưng ánh mắt đi thân làm đại biểu của chúng nữ đi theo bên cạnh trần khuynh địch lần này Nàng căn bản là không có phát hiện ra chuyện bổn phận của mình đã tạo thành bao nhiêu trùng kích cho Trần Khuynh Địch. Thẳng đến khi Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt khoái trá đi vào phi tiên Các, Lạc Tương Tư mới nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ thầm, sư huynh nhìn qua giống như là rất vui vẻ, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, bất quá chuyện này cũng vừa vặn. Thừa dịp cơ hội lần này ta nhất định phải trợ giúp sư huynh một tay, sau đó nhất cử đoạt được phương tâm của sư huynh. Xin lỗi Xuân sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, còn có Phượng Tiên sư tỷ ta đành phải cướp tay trên của các ngươi rồi. Ý niệm tới đây, lạc tương tư cũng lộ ra vẻ mặt khoái trá đi vào phi tiên các. Lão bản, hai người, đến rồi đến rồi, theo thanh âm đi tới chỗ của Trần Khuynh Địch, là một vị nữ tử nhìn qua khoảng ba mươi mấy tuổi, mặc dù không phải là loại mỹ nữ tuyệt sắc kia, nhưng cũng là nữ nhân tương đối dễ nhìn, mà sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch đứng sóng vai cùng với lạc tương tư, lão bản nương đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt lộ ra một nụ cười hiểu rõ. Minh Bạch, một gian phòng cho hai người đúng không? Lên lầu rẽ trái, căn thứ tư, Trần Khuynh Địch, hử. Nhìn lạc tương tư một chút, lại nhìn bản thân một chút, Trần Khuynh Địch nói ra lần thứ hai, lão bản, chúng ta là một nam một nữ, cần hai gian phòng. Hả, thấy Trần Khuynh Địch nói vậy, lão bản nương kinh ngạc sau đó liền đánh giá tỉ mỉ Trần Khuynh Địch cùng với Lạc Tương Tư ở bên cạnh, nhìn thấy hai người đều có một chút đỏ mặt, cuối cùng mới vỗ tay một cái, chắc chắn nói. Minh Bạch, một gian phòng riêng, lên lầu rẽ phải, chính là gian phòng ở cuối cùng, yên tâm, đó chính là căn phòng có hiệu quả cách âm tốt nhất. Trần Khuynh Địch, ta ngất a. À. trăm Chương 406, Nhị Nguyên Nhất Khí Chân Thần Bảo Lục. Lão bản nương, ở bên này xảy ra chuyện, mau tới đây. Ồ, đến đây, đến đây. Không đợi Trần Khuynh Địch nói chuyện, lão bản nương đã dùng vẻ mặt ám muội rút ra một chiếc chìa khóa từ phía dưới đưa cho Trần Khuynh Địch, nháy mắt với hắn, sau đó lại chép miệng với Lạc Tương Tư, cuối cùng mới nói thầm tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Cứ thoải mái, giường ở gian phòng kia là loại lớn nhất. Khách quan mời tới bên này, ta còn có việc liền đi trước tiểu nhị tới thay ta vâng nhìn chìa khóa phòng riêng trong lòng bàn tay trần khuynh địch rơi vào trong trầm tư thật sâu mà ở bên cạnh lạc tương tư cũng cúi đầu thật thấp lộ ra sắc mặt đỏ bừng đồng thời hung hăng khen ngợi lão bản nương ở trong lòng một lần đây quả thực là trời cũng giúp ta ách cái này tương tư sư muội a à, nếu chỉ có một gian vậy thì cứ đi lên thu xếp rồi nói sau sư huynh Nhìn Lạc Tương Tư đỏ mặt ngẩng đầu nhìn về phía mình, Trần Khuynh Địch cơ hồ là vô thức lùi về phía sau một bước, sau đó mới phản ứng được, lộ ra vẻ mặt xấu hổ gật gật đầu nói: "Được a, à, ôi, ta, ta làm sao vậy?" Ở cửa phủ đệ của nhị hoàng tử, An Quốc Hầu Khương hằng lắc đầu, chậm rãi rút đầu của mình ra từ trong mặt đất, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân đều có rút đau đớn, trong đầu càng là truyền đến từng trận choáng váng. Thiên địa ở trong tầm mắt đều đang xoay tròn, đây là lần đầu tiên hắn bị như vậy từ khi hắn trở thành võ giả tới nay. Ta đã ngất đi, không đúng, là do bị người đánh lén, là ai? Cảm giác của ta cao như vậy, làm sao lại bị người ta âm thầm đánh lén, chuyện này là không có đạo lý. Lai động đầu, huyết khí dâng lên, một thân tu vi phun trào ra toàn thân, Khương Hằng cuối cùng cũng đã trở nên thanh tỉnh bắt đầu suy nghĩ về tất cả những thứ đã phát sinh trước đó. Hắn đã nhớ ra, là Trần Khuynh Địch, là hắn đột nhiên biến mất, sau đó ta liền ngất đi, nhất định là hắn đã động tay. Cái tên tiểu nhân âm hiểm này, vốn còn cho rằng hắn là võ giả quang minh chính đại, không ngờ được thế mà lại dùng loại chiêu thức đánh lén này. Bất quá lấy tu vi của hắn là không có khả năng đánh ngã ta xem ra là hắn đã vận dụng món bí bảo ẩn tàng tu vi kia bản thân thực sự là quá chủ quan rồi lúc này mới bị hắn bắt được cơ hội đáng giận trần khuynh địch đáng chết lần sau ta sẽ không bất cẩn như vậy nữa bản hầu nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì hành động đánh lén này khương hằng tức giận đứng dậy liếc nhìn mặt đất bừa bãi trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chợt khẽ động đầu ngón tay cương khí vuốt lên mặt đất trong chốc lát liền khôi phục lại nguyên trạng lúc này mới thu hồi càn khôn cháo bao phủ ở bên ngoài sau khi phát hiện ra ở chung quanh không có người hắn mới xem như là thở phào một hơi trần khuynh địch thù này không báo không phải là quân tử sau này bản hầu lại tìm ngươi để tính sổ mà cùng lúc đó ở phủ tướng quốc đây là phủ đệ của người đứng đầu văn thần tể tướng đương triều lý đồng thần có thể nói là ở trong toàn bộ đại càn ngoại trừ hoàng cung vị ương cung, là nơi có quyền lực cao nhất, từ trước cho đến nay có không biết bao nhiêu văn thân mơ ước tiến vào ở trong tòa phủ đệ này, nhưng ở trong vô số văn thần đại càn, cuối cùng cũng chỉ có một vị có thể đạt được ước muốn. Có thể biết được, có thể trổ hết tài năng ở bên trong vô số văn thần, sẽ là một vị nhân kiệt như thế nào? Cô cô cô! Chim bồ câu đưa tin dáng xuống từ trên trời, rơi vào bên trong phủ tướng quốc, cuối cùng đáp lên bên trên một ngón tay nhỏ nhắn, phát ra tiếng kêu thân mật. Được rồi, ngoan, nhẹ nhàng làm yên lòng Bồ Câu đưa tin, người tới lấy thư ở trên đùi của Bồ Câu xuống, mở ra nhìn trong chốc lát. Phù, theo một ngụm trọc khí được phun ra, trong phút chốc toàn bộ phủ tướng quốc đều chấn động, phảng phất như một đầu hùng sư giật mình trong giấc mộng, sắp tỉnh lại vậy, nhưng cuối cùng cỗ chấn động kỳ diệu vẫn dần dần giảm xuống, không có chân chính bộc phát ra, mà được thu liếm lại. Trần Khuynh Địch đã vào thành, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch. Tại bái hỏa ma giáo ở Tây Cương Đạo, hai tựa vào một khối đá ở bên cạnh Quang Minh Đỉnh, doanh phượng tiên cứ như vậy vừa thở dài vừa nhìn về phương hướng thành Thượng Kinh. Cũng không biết là sư huynh hiện tại thế nào. Đã một tuần lễ ba ngày lẻ bốn giờ không gặp mặt với sư huynh, cũng không biết là sư huynh hiện tại như thế nào, đã ăn hay chưa, có chỗ ở chưa, trong túi quần có tiền không, trên đường có đụng phải tiểu hồ ly tinh hay không, lạc tương tư có biển thủ hay không. Bộp bộp, vỗ vỗ gò má đỏ thắm, doanh phượng tiên thở dài lần thứ hai, bắt đầu vận chuyển cương khí trong thể nội, theo cương khí vận chuyển, hai mắt của doanh phượng tiên hiện ra hai màu đen trắng, tản mát ra khí tức nguyên thần nồng đậm, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy ở sau lưng của nàng có một cỗ pháp tướng thần minh trắng đen đang ngồi xếp bằng âm dương nhãn còn có võ công chính thống của bái hỏa ma giáo được doanh phượng tiên kết hợp hoàn mỹ với nhau khác biệt với sự tưởng tượng của đa số người võ công chính thống của bái hỏa ma giáo cũng chính là tuyệt thế thần công mà chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện cũng không thuộc về ma đạo mà là thiên hướng về nguyên thần tên lạc nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục chính là một môn võ công tu tâm, tu luyện đại đạo nguyên thần chính thống. Môn võ công này ở một trình độ nào đó cũng có quan hệ cùng với âm dương, nhưng không phải là âm dương trong thiên địa, mà là âm. Dương trong nội tâm của người, cũng chính là thiện ác, cái gọi là lòng người đơn giản chính là hai loại biến hóa của thiện ác, mà môn võ công này chính là tiến hành rèn luyện hai loại thiện ác ở trong nội tâm hóa thành hai nguyên tố thần minh đối lập. Hai nguyên tố này giống như là âm dương thái cực vậy, đối lập lẫn nhau lại giúp đỡ lẫn nhau, có thể diễn sinh ra biến hóa vô tận. Mà bây giờ doanh phượng tiên xem như là thánh nữ của bái hỏa ma giáo, được tu luyện tự nhiên cũng là môn võ công này, mỗi ngày đứng ở trên quang minh đỉnh cũng là vì để tôi luyện tâm cảnh, một môn tuyệt thế thần công cũng không phải là dễ nhập môn như vậy, nếu như không phải là có âm dương nhãn mà nói doanh phượng tiên chỉ sợ bây giờ còn đang vất vả vì môn võ công này nhưng vào lúc này có một bóng người nhảy lên quang minh đỉnh từ dưới núi rơi vào sau lưng của doanh phượng tiên thánh nữ điện hạ thật sự là chăm chỉ vẫn còn đang tu luyện sao tư lạp cách nhìn doanh phượng tiên đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện lộ ra một bộ biểu lộ vui mừng nói thật thân làm người đứng đầu trong 12 hộ pháp thần tôn, hắn kỳ thật là vô cùng hài lòng với vị thánh nữ vừa mới vào giáo này. Một phương diện tự nhiên là thiên phú của Doanh Phượng Tiên, năm đó hắn cũng đã nhìn qua nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục, nhưng căn bản là không có cách nào tu luyện, mà Doanh Phượng Tiên chỉ cần dùng 3 ngày liền có thể nhập môn thành công, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy chờ mong không ít đối với Doanh Phượng Tiên chương 407, Sứ Giả, còn phương diện kia, tự nhiên là bởi vì thái độ của Doanh Phượng Tiên. Vốn dĩ tư lập cách còn đang lo lắng Doanh Phượng Tiên xuất thân từ Thuần Dương Cung, lại bởi vì Thuần Dương Cung bài xích truyền thừa của bái hỏa ma giáo, ví dụ như xuất công không xuất lực A, người ở bái hỏa tâm hướng Thuần Dương A, loại hình tuyệt thực quyết không phối hợp A, nhưng ngoài ý muốn là thái độ của Doanh Phượng Tiên lại phi thường tốt không chỉ có hữu lễ đối với giáo chủ còn hữu lễ đối với hắn hữu lễ đối với đại tế ti coi như là với những đệ tử bình thường kia nàng cũng một mực duy trì thái độ khiêm tốn và hòa ái hiện tại ở trong giáo thậm chí còn có một tổ chức kỳ quái tên là đội hộ vệ phượng tiên đại nhân bắt đầu hưng khởi có tốc độ phát triển khá là nhanh nói tóm lại doanh phượng tiên ở trước mắt khiến cho tư lạp cách phi thường hài lòng nhất là vào sáng sớm, vừa đi tới đã nhìn thấy doanh phượng tiên chuẩn bị tu luyện, tư lạp cách liền càng cảm thấy hài lòng hơn. Thái độ của tư lạp cách cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều, thánh nữ điện hạ, ở ngoài núi có một vị sứ giả đến từ triều đình cầu kiến, sứ giả đến từ triều đình. Không sai, tư lạp cách gật đầu nói, đối phương điểm tên muốn gặp thánh nữ điện hạ, cho nên ta liền đi lên nói cho điện hạ, nếu như điện hạ không muốn gặp, coi như là người của triều đình, không có thánh chỉ thì cũng không cần phải để ý. Bái hỏa ma giáo cũng không phải là tiểu thế lực gì, xem như đã từng là bá chủ một phương Tây Vực, thực lực của bái hỏa ma giáo kỳ thật hoàn toàn có thể sánh ngang với hơn phân nửa thánh địa võ đạo, ở bên trên nội tình tuyệt đối sẽ không thiếu, chỉ là nắm giữ hơi ít võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan. Bằng không thì bái hỏa ma giáo hiện tại cũng có thể bắn vào tới vị trí thánh địa võ đạo mà đối mặt với một cái thế lực như vậy lực uy hiếp của triều đình cũng xa xa không lớn như vậy nhất là ở dưới tình huống người tới còn không mang theo thánh chỉ trên dưới bái hỏa ma giáo tự nhiên là kính sợ đối với vị càn võ đế chấn áp thiên hạ kia chỉ cần mang theo thánh chỉ vậy dĩ nhiên là bọn hắn sẽ làm theo yêu cầu nhưng một người tự xưng là sứ giả triều đình lại không có thánh chỉ thì cũng không cần phải quá để ý doanh phượng tiên trầm tư trong chốc lát cuối cùng vẫn mở miệng nói được rồi để cho hắn đi lên đây đi sư phụ không có ở đây cứ để ta gặp hắn minh bạch tư lạp cách gật đầu một cái chợt phi thân xuống núi chỉ chốc lát sau liền mang theo một thanh niên giống như thư sinh đi tới quang minh đỉnh sau khi đi lên quang minh đỉnh vừa nhìn thấy doanh phượng tiên hai mắt của thanh niên thư sinh chính là hơi hơi sáng lên chợt cúi lưng chắp tay về phía doanh phượng tiên nói, tại hạ là văn nhược, thay thái tử điện hạ vấn an với thánh nữ bái hỏa. Thay thái tử điện hạ, doanh phượng tiên hơi sững sờ, sắc mặt bắt đầu biến hóa. Trước đó Trần Khuynh Địch nhận được thư, lạc tương tư thế nhưng đã công khai nội dung bức thư cho ba nữ, cho nên doanh phượng tiên tự nhiên cũng biết gia tộc của sư huynh chính là bị thái tử nhốt vào thiên lao. Nghĩ như vậy, ở trong ánh mắt mà doanh phượng tiên nhìn sứ giả thái tử liền có một chút biến hóa, đáng tiếc là văn nhược cũng không phát giác ra được phần biến hóa rất nhỏ này. Không sai, ta chính là thay thái tử điện hạ, thái tử điện hạ sau khi biết được sự tồn tại của thánh nữ, rất đối kinh ngạc, không ngờ được thiên chi kiêu nữ tần ra mất tích ngày xưa, bây giờ thế mà lại trở thành thánh nữ của bái hỏa ma giáo, cho nên thái tử điện hạ đã đặc biệt phái tại hạ đi tới nơi này tiến hành vấn an với thánh nữ điện hạ. Văn Nhược không đề cập tới còn tốt, vừa đề cập tới chuyện này, thần sắc của Doanh Phượng Tiên liền càng trở nên quái dị, bất quá cùng lúc đó, nàng cũng hơi nghi hoặc một chút, dù sao thì thân phận tần gia của nàng lúc trước cơ hồ là đã hoàn toàn bị phong tỏa, người biết thân phận của nàng trong toàn bộ đại càn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả họ cũng đều đã đổi, vì sao thái tử vẫn còn nhận ra được nàng? Chẳng lẽ trước đây thái tử có quen biết nàng? Trong phút chốc, một đạo linh quang hiện lên, Doanh Phượng Tiên nhất thời nhớ tới. Nàng xác thực là đã gặp qua vị thái tử kia, lúc đó nàng mới 3 tuổi, đã từng bị mẫu thân kéo đến bái kiến vị thái tử điện hạ kia. Nhìn thấy sắc mặt của Doanh Phượng Tiên không ngừng biến hóa, Phan Nhược Lộ ra nụ cười đã có dự tính, nói: "Xem ra là thánh nữ điện hạ cũng đã nhớ được" Thái tử Điện Hạ cũng là vô cùng mong nhớ đối với Thánh nữ Điện Hạ đấy. Hừ, lạnh lùng hừ một tiếng, doanh phượng tiên chủ động nói sang chuyện khác cho nên. Thái tử bảo ngươi đến đây tìm ta là để làm cái gì? Thấy doanh phượng tiên không nói đến hai chữ, Điện Hạ, trong mắt của văn nhược liền lóe lên vẻ không thích, bất quá vẫn nở ra một nụ cười sán lạn nói ra, cũng không có gì, chỉ là thái tử điện hạ cảm thấy bây giờ bái hỏa ma giáo vừa mới vào trung nguyên, bước đi là rất khó khăn, cho nên đặc biệt phái tại hạ đến giúp đỡ thánh nữ điện hạ một chút sức lực. Nói đến đây, Văn Nhược liếc nhìn tư lạc cách ở bên cạnh một chút, hơi dừng lại, sau đó mới tiếp tục nói ra, chỉ cần bái hỏa ma giáo nguyện ý hiệp trợ thái tử điện hạ, lại điều động mấy vị hộ pháp thần tôn vào kinh thành phụ tá, thái tử điện hạ có thể đảm bảo, nếu sau này bái hỏa ma giáo truyền đạo ở trung nguyên chiêu thu đệ tử thái tử điện hạ sẽ tạo điều kiện thuận lợi so với điều kiện mà văn nhược nói ra doanh phượng tiên khẽ nhíu mày lại suy nghĩ đến một vấn đề khác nàng trở thành thánh nữ của bái hỏa ma giáo trước sau chỉ bất quá khoảng hai tuần vì sao thái tử ở thượng kinh xa xôi thế mà lại đạt được tin tức thái tử đại càn võ chiêu không ở triều đình đại càn thậm chí là toàn bộ thiên hạ, trên cơ bản có thể dùng hai chữ, bi thảm, để hình dung nhân vật này. Nguyên nhân rất đơn giản, vị thái tử điện hạ này là vào thời điểm thánh thượng đại càn lên ngôi liền ra đời, hơn nữa được còn được sắc phong làm thái tử, bởi vì là nguyên nhân trưởng tử, cho nên mới trở thành thái tử, mà vị thái tử này mặc dù không tính là hạng người nắm giữ thiên phú kiệt xuất gì, nhưng cũng là trung quy trung củ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra coi như giao cho hắn kế thừa giang sơn đời sau là cũng không có vấn đề mặc dù không thể nào chấn áp thiên hạ giống như thánh thượng đại càn trước mắt nhưng nếu như lùi một bước buông lỏng áp chế đối với tông phái vẻn vẹn chỉ tồn tại như một thế lực mà nói ngược lại cũng không phải là không thể tiếp tục tồn tại nhưng vấn đề là thánh thượng đại càn đã sống trong một thời gian quá dài gặp quỷ từ lúc Thánh Thượng Đại Càn đăng cơ cho đến nay dĩ nhiên đã được hơn 300 năm. Bằng này tuổi tác đã có thể mài chết một đời võ đạo tông sư. Chương 408, Văn nhược, Hoàng đế đại Càn trước kia cơ hồ không có một người nào đạt tới cảnh giới như Thánh Thượng Đại Càn bây giờ, phải biết rằng hoàng đế thế nhưng là phi thường bận bịu, nói một câu khó nghe, chính là thức dậy sớm hơn gà, ngủ không bằng chó, ăn kém hơn heo làm nhiều hơn châu bình thường đều phải vội vàng xử lý triều chính làm gì có thời gian mà tu luyện đương nhiên như vậy cũng không có nghĩa là hoàng đế sẽ không mạnh dù sao thì thiên hạ này lớn như vậy lượng tài nguyên mà hoàng triều có thể ngưng tụ là khổng lồ đến mức mà rất nhiều người không có cách nào tưởng tượng ở dưới nhiều tài nguyên quán chú như vậy coi như là một con heo cũng đều có thể thành tiên chớ đừng nói chi là người cho nên trên cơ bản các vị hoàng đế trên cơ bản đều có tu vi võ đạo tông sư. Nhưng đây đã chính là cực hạn, lại hướng lên đến hỏa luyện kim đan thì cũng không có quan hệ gì với tài nguyên, bởi vậy cho dù là hoàng đế cao quý cũng vô pháp đột phá. Mặc dù có một số ít hoàng đế đạt đến hỏa luyện kim đan, nhưng hỏa luyện kim đan tối đa cũng chỉ có 500 năm tuổi thọ, hơn nữa cũng không phải là loại cường giả trấn áp thiên hạ kia, cũng không phải là tồn tại giết không chết nhưng mà thánh thượng đại càn lại khác biệt, hắn không chỉ có đột phá hỏa luyện kim đan, thậm chí còn đạt đến tầng thứ cao hơn, cho đến hôm nay trong thiên hạ cũng không có nhiều người biết hắn đến tột cùng là làm như thế nào. Đồng thời chuyện này cũng đã trực tiếp đưa đến một cái vấn đề phi thường nghiêm trọng, đó chính là tuổi thọ của vị thánh thượng đại càn này, so với nhi tử còn dài hơn gấp mấy lần. Nói một cách khác, thái tử đại càn đã làm thái tử trong trọn vẹn hơn 300 năm, hơn nữa căn cứ theo tình huống hiện tại là vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi, thậm chí có khả năng rất lớn là thái tử đại càn sẽ mang theo thân phận thái tử chết ở trong đông cung. Kinh khủng hơn là, tu vi của thánh thượng đại càn lại còn quá cao, coi như là thái tử muốn tạo phản cũng không có tác dụng, thánh thượng đại càn chỉ cần dùng một bàn tay liền có thể chấn áp. Trên thực tế thái tử thật đúng là đã tạo phản qua một lần, kết quả là bị thánh thượng đại càn ngộ nhận là nghịch ngợm thế là phạt ba tháng tiền xài vặt như vậy thì ai mà chịu nổi a à? mà bây giờ thái tử lại bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy nếu không thì cũng sẽ không phái người đến tìm doanh phượng tiên doanh phượng tiên trao mày nhìn văn nhược lộ ra vẻ mặt tự tin đột nhiên mở miệng hỏi thái tử làm sao lại biết ta đã trở thành thánh nữ của bái hỏa ma giáo ấy văn nhược kinh ngạc nói, việc này đã được truyền khắp thượng kinh a. Cái gì? Lúc này Doanh Phượng Tiên thật đúng là ngây ngẩn cả người, ngay cả Tư Lạp Cách ở bên cạnh cũng đều biến sắc, dù sao thì một mình thái tử nhận được tin tức cũng không tính là gì, nhiều nhất là chứng minh ở bên trong Bái Hỏa Ma giáo có nội ứng của thái tử. Đầu năm nay tông môn nào không có một hai kiểu người như vậy đây, sau đó trở về tiến hành kiểm tra một chút thì sẽ biết nhưng nếu như là toàn bộ thành thượng kinh đều biết mà nói vậy thì đó cũng không phải là chuyện giống nhau là ai đã truyền bá tin tức à thần sắc của văn nhược trở nên nghiêm túc là do thánh thượng nhắc một câu vào lúc chiều hội Xoanh phượng tiên mộng bức như vậy còn có thể nói cái gì đây nếu như là do thánh thượng đại can mà nói vậy thì cũng không có gì là kỳ quái bất quá nói đi cũng phải nói lại loại tiểu nhân vật như nàng vì sao lại được thánh thượng đại càn biết đến, còn đặc biệt nhắc đến một câu ở trong triều hội. Không phải là doanh phượng tiên xem thường bản thân, mà là tuyệt đại đa số người ở trong cái thiên hạ này chỉ sợ ở trong mắt của thánh thượng đại càn cũng đều là tiểu nhân vật, coi như là toàn bộ bái hỏa ma giáo, lấy uy thế của thánh thượng đại càn, chỉ sợ nói diệt là có thể diệt. Trong toàn bộ giới tông phái có thể chống lại cũng chỉ có ba mạch Phật đạo ma thậm chí nếu như không lo lắng đến việc ba mạch này liên hệ cùng với nhau, Thánh Thượng Đại Càn đã sớm động thủ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Doanh Phượng Tiên liền không còn xoắn suýt nữa, mà là trực tiếp phất phất tay nói, ta đã hiểu, người hãy trở về đi, ách. Khóe miệng của Văn Nhược giật giật, nói Thánh Nữ Điện Hạ, không biết câu trả lời của. Trả lời cái gì, doanh phượng tiên ngẩn người, chợt phản ứng lại, à, trở về nói cho thái tử, Ta cự tuyệt. Nói đùa cái gì, nếu nàng muốn đi hỗ trợ, khẳng định cũng là đi hỗ trợ sư huynh, một vị thái tử chờ đợi hơn 300 năm ở đông cung thì có cái gì mà giúp, nói không chừng vào một ngày nào đó sẽ đột tử đây. Điều doanh Phượng Tiên ta thích làm nhất, chính là nói không đối với những người tự cho là đúng kia. Phan Nhược, cái này là cái đạo lý quỷ quái gì a? À? Nói đến cũng không biết là sư huynh ở thành thượng kinh sống như thế nào, đã ăn hay chưa, có ngủ được không, còn có, tương tư sư muội sẽ không biển thủ đó chứ. Mặc dù không biết vì sao Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm lại tín nhiệm Lạc Tương Tư như vậy, nhưng trực giác của Doanh Phượng Tiên nói cho nàng biết, Lạc Tương Tư tuyệt đối sẽ không phải là loại người sẽ ngoan ngoãn đi theo phía sau sư huynh. Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt của Doanh Phượng Tiên liền trở nên trống rỗng ngay cả thanh âm của văn nhược cũng đều không nghe được rõ ràng là đã thần du thiên ngoại thánh nữ điện hạ văn nhược còn muốn dựa vào ba tắc lưỡi của bản thân để tranh thủ một lần kết quả là doanh phượng tiên thế mà hoàn toàn không có trả lời hắn lập tức khiến cho hắn có một loại cảm giác đàn gầy tai trâu mà tư lạp cách ở bên cạnh thấy một màn như vậy cũng là đã kịp phản ứng sau khi ngây người chuyện này còn phải nói hay sao nhất định là thánh nữ điện hạ đang suy nghĩ sự tình tu hành ở trong lòng nói không chừng đã sắp đốn ngộ được rồi người hãy trở về đi tư lạp cách không có hảo ý nói với văn nhược khẽ vươn tay trực tiếp ngăn cản hắn nói đùa không thấy được thánh nữ nhà chúng ta đang tu luyện hay sao nếu như bị tiếng nói của ngươi quấy dày không thể đốn ngộ vậy thì hắn phải đi chỗ nào để khóc đây chính là tương lai và hy vọng của bái hỏa ma giáo a đi xuống văn nhược bị tư lạc cách kéo đi không có một chút lưu tình mà cùng lúc đó ở tám dặm bên ngoài thành thượng kinh tại bất phá thiên quan ở phương bắc xem như là cửa ải chống cự bắc nhung bản thân của bất phá thiên quan liền là một tòa vạn lý trường thành to lớn ngăn cách bắc nhung cùng với trung nguyên sừng sững kéo dài tới đường chân trời đâm thẳng vào mây xanh che phủ chân trời đi ở dưới thành liền phảng phất như là đi tới điểm tận cùng của thế giới vậy cho dù là võ đạo tông sư ở dưới tường thành cũng đều lộ ra sự hết sức nhỏ bé trên thực tế bản thân của tòa vạn lý trường thành này là không có bất kỳ một vị thủ vệ nào bởi vì tường thành cao vút ở trong mây coi như là võ đạo tông sư cũng phải vận hết toàn lực mới có thể nhảy lên bạn đang nghe chuyện siêu cấp phản diện thuộc thể loại xuyên không hài hước trên cục tác audio entertainment Chúc bạn vui vẻ, nhớ ấn like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi có thêm động lực ra nhiều video mới phục vụ các bạn nhé.